Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu Audio trên toàn quốc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý vị con đẩy Victor XS A300. Mặt phay nhôm ha, có logo Vod đây ha quý vị. Đó. Dòng này thì dòng karaoke chuyên nghiệp, dòng đẩy chuyên nghiệp của Victor. Em đang ghép với đôi Diatom DS2000. Bác đánh cực kỳ uy lực quý vị. Thì con này nó rất nặng nha quý vị. Quạt gió, quạt mát luôn. XS A300. Cái nắp ở trên nó cũng bằng nhôm luôn nha quý vị. Đó, cao cấp tuyệt vời. Nắp trên này. Đây là nội thất của con A300 này. Thì hai cái tụ nguồn là bằng lông sữa bò nha quý vị, cao như lông bia mà bằng lông sữa bò thì quý vị tưởng tượng nha, bằng lông sữa ông thọ, cao bằng lông bia. Đó, quý vị thấy hai cái tụ nguồn kinh khủng chưa? Tản nhiệt là ống ga nha quý vị, tản nhiệt là ống ga, đánh mỗi vế là 1, 2, 3, 4 con cộng thêm một con thúc, con kích là 5 con, là đánh tổng cộng 16 con cộng với 4 con kích nữa ha quý vị. Thì 16 con, tính 16 con đi ha. Và nó chạy cái tản nhiệt ống ga cộng thêm quạt gió nữa quý vị, hút quạt hút cực kỳ chất. Cái quạt này là quạt bằng nhôm nha quý vị. Quạt này bằng nhôm luôn nha quý vị. Cực kỳ chất, quạt bằng nhôm chứ không phải là thường nha. Quạt bằng nhôm luôn. Hút. Nó sẽ hút dòng khí từ bên đây qua đây, thổi ra ngoài hết luôn ha. Nó làm mát cho bên đây, đây bằng phô. Mặc dù cái giải nhiệt cái ống ga này nó đã giải nhiệt rất là tốt rồi, nhưng mà nó cũng trang bị thêm cái quạt gió ha quý vị. Hút để hút. Thì nội thất thì gột gan 7 màu hết nha quý vị. Mới chát hết. Tăng phô cực kỳ bự ha. Con này rất nặng, nhìn hai cái tụ thôi là mê quý vị. Quá dữ. Đánh 16 con cộng 4 kích nha quý vị. Gan cực đẹp, nguyên zin hết. Rồi em sẽ quay phía sau cho quý vị xem ha, thông số của nó. 480W nha quý vị, là công suất của nó 480W. Cực kỳ mới nha. Đấy, rất mới. Nó có kết nối jack 6mm, jack 3 lăng và jack AV thông dụng luôn nha. Tất cả các kết nối cho quý vị. Và nó để ở đây 4 ohm min, có nghĩa là trở kháng nó sẽ là giải rộng, từ 4 ohm trở lên là đánh được hết nha quý vị. Có nghĩa là con đẩy này nó xuống được 4 ohm. Quý vị có thể đánh được những loa 8 ohm, 12 ohm, 16 ohm thậm chí trở lên quý vị thoải mái. Tại vì nó để 4 ohm min là rất là dễ chơi. Còn những con mà quý vị nó để 4 tới 16, quý vị đánh được tới 16 là hết. Còn con này nó không giới hạn luôn, nó chỉ giới hạn đầu dưới thôi, 4 ohm thôi. Đầu trên nó không giới hạn luôn. Công suất là 480W nha quý vị, 480W. Model là XS A300 series 443.
Con LSA300 này thì rất hiếm gặp ở Việt Nam nha vị. Chúng ta thường gặp cái dòng BS300 nhiều. Cái dòng đó thì nó có một cái mặt lòi đó, ví dụ mặt phẳng thì nó sẽ gắn thêm hai cái mặt nhô hai bên gì nè ha, nó có nguyên cái mặt nạ phía trước. Đấy, thiết kế mặt phẳng như vậy thì quý vị tùy ý thích thôi quý vị. Nhiều người thích phẳng vậy, nhiều người thì thích có mặt nạ phía trước cho nó hầm hố. Mà như vậy thì chồng cái văn số lên nhìn nó rất là đẹp ha, văn số hoặc văn cơ. Rồi, và cuối cùng cho mức giá cho một cái con đẩy nó cực chất như thế này. Cái này chỉ cần nhích lên nhẹ thôi là cái loa đấy. Cuối cùng mức giá cho con đẩy đẹp chất như thế này là giá 6.6 triệu quý vị. 6.6 triệu bao ship toàn quốc nha. 6.6 triệu bao ship toàn quốc. Con này thì nó có thể đánh quý vị, đánh thoải mái những dòng 30-40, nó đánh thoải mái quý vị, đánh rất là khỏe. Dòng Victor này rất khỏe. Dòng chữ đỏ này quý vị, dòng chữ đỏ nha, những giao loa có chữ đỏ nó thường rất hay. Dòng đẩy cũng vậy, có chữ đỏ và chữ trắng đó, quý vị tiếng như này sáng rất sáng. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bảo An Giang. Em xin cảm ơn.